Jimena xác nhận yêu đương trai đẹp startup Kim Seon-ho. Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, vào hôm nay ngày 2 tháng 4, một nguồn tin trong ngành công nghiệp truyền hình tiết lộ Jimena và Kim Seon-ho đã xác nhận đóng vai chính trong dự án She's Hot Fearless Cha-Cha-Cha được làm lại từ bộ phim Mr. Hong. Jimena sẽ vào vai nha sĩ John Hae-jin, một người phụ nữ vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ. Kế hoạch cuộc đời của cô thất bại vì chút chính nghĩa trong tim và sau nhiều trở ngại khác nhau, cuối cùng cô chuyển đến ngôi làng ven biển Goji và gặp Mr. Hong. Kim Seon-ho sẽ đóng vai Hong Joo-sik, người được biết đến với cái tên Mr. Hong trong thị trấn. Anh thất nghiệp nhưng được xem là bậc thầy của những công việc kỳ quặc và xuất hiện để giúp mọi người trong Goji trong bất kỳ tình huống nào họ gặp phải. Bộ phim khắc họa hành trình tình yêu giữa nữ bác sĩ nhà khoa Jun Hye-jin và anh chàng tài năng đầy mình nhưng thất nghiệp Hong Bang-jang tại một ngôi làng ven biển đầy nắng gió. Jun Hye-jin chính là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, khi sinh ra đã hội tụ cả tài năng lẫn nhan sắc khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết rằng cô cũng mang trong mình vết thương từ quá khứ. Qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cô quyết định chuyển về ngôi làng ven biển và gặp Hong Bang-jang. Là một chàng trai thất nghiệp, thực chất Hong Bang-jang bên cạnh chiếc visual đánh gục bao thiếu nữ còn sở hữu bộ não thông minh hơn người. Tên thật của anh vốn là Hong Joo-sik, còn Hong Bang-jang, trưởng làng Hong là do dân làng đặt. Bởi anh luôn xuất hiện nếu có ai đó cần sự giúp đỡ hay có biến cố gì xảy ra với ngôi làng. She-Hot Village Cha-Cha-Cha thuộc thể loại hài lãng mạn, được chấp bút bởi biên kịch Shin Ha-yoon, người trước đó đã đồng sáng tác phim Quân Vương Giả Mạo. Ngoài ra, phim cũng do đạo diễn Yoo Ji-won chỉ đạo sản xuất, người đứng sau thành công của Ma Nữ Đáng Yêu và Ngày Mai Em Đến. Netizen bày tỏ họ rất mong chờ màn kết hợp của cặp đôi này, cả hai đều sở hữu ngoại hình lần diễn xuất ấn tượng. Đội ngũ sản xuất chia sẻ, đội hình phim hài lãng mạn hoàn hảo đã hoàn thành. Không chỉ Jimena và Kim Seon-ho sẽ thể hiện sự đồng bộ đáng ngạc nhiên với các nhân vật của họ, mà câu chuyện sôi nổi nhưng ấm áp cũng sẽ mang lại sự thoải mái cho khán giả. Hãy chờ đợi phản ứng hóa học lãng mạn của họ, chắc chắn sẽ khiến trái tim bạn rung động. Đối với Jimena, đây là màn comeback đầu tiên của cô sau 2 năm kể từ khi Trap All Stop năm 2019. Bộ phim Here mà cô tham gia năm 2020 đáng tiếc đã bị hoãn chiếu vô thời hạn, do đó đến tận năm 2021, khán giả mới có dịp gặp lại chị đẹp. Mỹ Nam Kim Seon-ho bắt đầu gây được ấn tượng khi đảm nhận vai chính trong Cast the Ghost năm 2019, đặc biệt là vai diễn gần đây nhất trong Startup. Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng khí chất của Kim Seon-ho được nhận xét còn lớn át luôn cả nam chính. Trước đó, Kim Seon-ho cũng nhận được lời mời tham gia vai nam chính trong bộ phim truyền hình Blink. Nếu nhận lời tham gia, Kim Seon-ho sẽ sánh đôi cùng nữ diễn viên Kim Ji-won. Màn hợp tác của bộ đôi visual này cũng hiện đang nhận được rất nhiều sự mong đợi từ khán giả. Dù chỉ mới hoạt động diễn xuất trong 4 năm gần đây, nhưng Kim Seon-ho thật sự đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Số lượng vai diễn của anh tuy không nhiều, nhưng đều được nhận xét là chất lượng và tròn vai. Kim Seon-ho còn khiến người khác phải si mê vì quá trẻ trung, phong độ. Đặc biệt, đôi má lúng đồng tiền càng giúp anh dễ dàng tạo thiện cảm với người khác. Ngoài ra, phong cách thời trang lịch sự, đẹp mắt cũng là yếu tố quan trọng giúp anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ.